năm vị vua hiền xứng đáng bậc minh quân trong lịch sử thời Trần. Quý vị và các bạn thân mến, nhà Trần là một triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Thời kỳ nhà Trần được coi là đỉnh cao của chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam, bởi đây được xem là thời kỳ hưng thịnh, rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử phong kiến dân tộc ta. Trong suốt quá trình tồn tại của mình, nhà Trần đã trải qua thời cai trị của 12 vị vua. Điểm lại sẽ thấy sáng lên 5 vị vua hiền, xứng đáng bậc minh quân, đã lưu lại cho đời sau nhiều ấn tượng tốt đẹp về văn, võ, cũng như nhân phẩm, nhân nghĩa. Vậy họ là những ai? Hãy cùng chân dung lịch sử tìm hiểu trong video ngay sau đây quý vị nhé! Trần Thái Tông Hoàng đế, sinh năm 1218, mất năm 1277. Trần Thái Tông, tên khai sinh là Trần Cảnh, là vị hoàng đế đầu tiên của Hoàng Triều Trần nước Đại Việt. Lên ngôi năm 8 tuổi, Trần Cảnh đổi niên hiệu là Kiến Trung, giai đoạn từ năm 1225 đến năm 1231, hiệu là Thái Tông. Sau, đổi Thiên Ứng Chính Bình từ năm 1232 đến năm 1250. Rồi lại đổi Nguyên Phong từ năm 1251 đến năm 1258. Ông giữ ngôi từ ngày 10 tháng 1 năm 1226 tới ngày 30 tháng 3 năm 1258. Sau đó làm Thái Thượng Hoàng cho đến khi qua đời năm 1277. Ngay khi lên ngôi vua, Trần Thái Tông đã nhanh chóng khắc phục những hậu quả do khủng hoảng cuối nhà Lý gây ra. Đặc biệt, ông khuyến khích nông dân khai hoang, chăm lo việc trị thủy, theo đuổi chính sách khoan thư sức dân. Những chính sách này đã thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Sự thịnh suy của triều đại phụ thuộc vào chính sách cai quản của vị vua anh minh, tướng lĩnh tài đức, tồn vong của dân tộc cũng nhờ vào các chính sách trị nước mà dân chúng được ấm no, cuộc sống an bình. Cũng bởi vậy, Trần Thái Tông đã có nhiều chính sách về phát triển kinh tế, xây dựng quân đội để củng cố và xây dựng đất nước. Ông cũng chính là người đặt lệ thi lấy Tam Khôi gồm 3 người đỗ đầu là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa và quy định cứ 7 năm mở một khoa thi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Sử học Nguyễn Thị Phương Chi thì đây là một ông vua biết trọng dụng nhân tài, biết thu phục lòng dân. Có thể nói, sự ra đời của Vương Triều nhà Trần với vị vua đầu tiên là Trần Thái Tông thực sự là một bước ngoặt lớn của nước Đại Việt thời phong kiến. Dưới thời vua Trần Thái Tông, cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược lần thứ nhất của quân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi. Phó giáo sư tiến sĩ sử học Nguyễn Đức Nhuệ cho biết, sau chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258, vua Trần Thái Tông phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc bang giao. Thế nhưng, ông luôn có thái độ mềm mỏng, kiên quyết và luôn luôn khẳng định Đại Việt là một quốc gia có chủ quyền. Bằng trí tuệ, tài năng và lòng dũng cảm, vua Trần Thái Tông đã đưa đất nước phát triển, khẳng định cương vị nước Đại Việt ta với các nước láng giềng. Là một vị vua lấy đức trị dân, lấy dân làm gốc, ông đã kết hợp được sức mạnh nội tại của dân tộc Đại Việt lúc bấy giờ để xây dựng một quốc gia hưng thịnh. Nói như nhà sử học Lê Văn Lan thì đây là một vị vua anh hùng, một nhà chính trị đầy tài năng. Vua Trần Thái Tông không chỉ là một minh quân có tài trị nước, biết thắng thù trong giặc ngoài, đã tạo dựng cơ sở vững chắc cho sự hưng thịnh của Vương Triều Trần, mà ông còn là một nhà thiền học xuất sắc với tác phẩm tiêu biểu như là Khóa Hư Lục. Đây là tác phẩm cổ nhất, quan trọng nhất về phương diện triết học thiền của thời Trần. Trần Thánh Tông Hoàng đế, sinh năm 1240, mất năm 1290. Thánh Tông Hoàng đế có tên húy là Trần Hoảng, là con trưởng của Thái Tông, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Trần nước Đại Việt. Khi làm thái tử, ông đã cùng phụ vương chứng kiến cảnh giặc ngoại lăng, xâm lấn, nhất là uy lực của đế quốc Mông Thát trên cả châu Âu. Bản tính ông hiền lành, luôn toát lên vẻ sáng ngời, dứt khoát, vừa học rộng hiểu nhanh, vừa tinh thông võ nghệ. Ông cũng xông pha trận mạc cùng quân đội Triều Trần, và khi được nhường ngôi năm Mậu Ngọ, năm 1258, ông đã đặt niên hiệu là Thiệu Phong, rồi Bảo Phù và thấy rõ trọng trách phải đề phòng nguy cơ xâm lược của giặc phong kiến phương Bắc. Bên cạnh đó,
Ông cũng đề cao các mối quan hệ thân thuộc trong hoàng thân quốc thích, để trên dưới một lòng, nhất nhất vì vua, và cũng không vì thế mà dám khinh nhờn kẻ dưới. Ông trị vì từ ngày 30 tháng 3 năm 1258 đến ngày 8 tháng 11 năm 1278. Sau đó, ông làm Thái Thượng Hoàng từ cuối năm 1278 cho đến khi qua đời năm 1290. Khi ông ở ngôi, đất nước Thái Bình không có giặc. Điều này phải kể đến tài thao lược cũng như các chính sách khôn khéo trong việc đối ngoại. Vừa mềm mỏng, vừa cương quyết, vừa nhũ nhặn nhưng cũng rất khẳng khái, đề cao giá trị dân tộc, bảo vệ danh dự tổ quốc, cũng rất tôn trọng các mối giao bang, ngăn chặn từ xa mọi sự nhòm ngó của nhà Nguyên. Chính vì lẽ đó, vua Nguyên nhiều lần cho người sang dụ, nhưng thánh tâm thoái thác khôn khéo. Sau nhiều lần nhà Nguyên không khuất phục được vua Trần, quyết ý cử binh sang đánh Đại Việt, thì Thánh Tông cũng đặt quan quân phòng bị. Trần Thánh Tông không chỉ là ông vua có tài thu phục nhân tâm, cùng những quyết sách để an dân, lấy dân làm gốc, lấy sự bình yên cho đất nước làm đầu, lấy đức để trị, xử phạt có tình có lý. Chính điều đó đã quy tụ được lòng dân trong những cuộc đấu tranh tự vệ đầy nguy nan, khốc liệt, nhưng đã chiến thắng vẻ vang. Ông còn chú ý đến đạo thiền, ham thích thơ văn. Cuối đời, ông đi tu lấy hiệu là Vô Nhị Thượng và viết nhiều tập sách có giá trị đến ngày nay. Trần Thánh Tông thi tập Cảnh Mùa Hè, Gia Phủ An Bang và rất nhiều những bài thơ thể hiện tinh thần chiến đấu, ý thức dân tộc của ông. Sau khi ông mất, nhân dân nhiều nơi đã lập miếu thờ, bốn mùa hương khói tưởng niệm. Trần Nhân Tông Hoàng đế, sinh năm 1258, mất năm 1308. Nhân Tông Hoàng đế, tên húy là Trần Khâm, là con trưởng của Thượng Hoàng Thánh Tông. Vua có thần khí tươi sáng, dáng đạo mạo khác thường, vai trái có nốt ruồi đen, tương truyền là kim tiên đồng dáng Trần. Vốn thông minh và luôn được Thượng Hoàng quan tâm dạy dỗ, cùng thầy dạy học là Lê Phụ Trần, luôn giúp đỡ Thái tử, nên kiến thức ngày càng được mở mang, ngày càng có ý thức về việc học hỏi, nghiên cứu cần thiết liên quan đến việc trị quốc mai sau. Trần Nhân Tông đã được truyền ngôi vào tháng 11 năm 1278, lúc ông chưa đầy 20 tuổi. Vua Trần Nhân Tông trị vì từ năm 1278 đến năm 1293, sau đó làm Thái Thượng Hoàng rồi đi tu sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm cho đến khi qua đời. Do nguy cơ trước sự lăm le của Nguyên Mông, sau khi lên ngôi, Trần Nhân Tông đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao sức mạnh kinh tế và ổn định chính trị, xã hội của Đại Việt, đồng thời xây dựng quan hệ tích cực với nước láng giềng phía Nam là Chiêm Thành. Năm 1285, Hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt đã huy động một lực lượng lớn tấn công Đại Việt. Quân dân Đại Việt ban đầu gặp nhiều tổn thất, nhưng dưới sự chỉ huy của vua Nhân Tông, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và quốc công Tiết Chế Trần Hưng Đạo, người Việt đã dần dần xoay chuyển tình thế và đánh bật quân Nguyên ra khỏi đất nước. Sau đó, hai vua Trần là Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông cùng với Hưng Đạo Vương tiếp tục lãnh đạo dân Việt đánh bại một cuộc xâm lược khác của Mông Nguyên vào năm 1287. Sau khi đẩy lùi các cuộc xâm lược của người Mông Cổ, Trần Nhân Tông đã khôi phục sự hưng thịnh của Đại Việt, đồng thời thực thi phương sách ngoại giao vừa mềm dẻo vừa cứng rắn với nhà Nguyên. Năm 1293, ông truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên, tức vua Trần Anh Tông, và lên làm Thái Thượng Hoàng. Sau đó, Nhân Tông xuất gia tu hành theo đạo Phật và lấy hiệu là Trúc Lâm Đại Sĩ. Nhưng ông vẫn tham gia điều hành chính sự, đánh dẹp quân Ai Lao xâm phạm biên giới và mở rộng lãnh thổ quốc gia. Trần Nhân Tông cũng chính là vị tổ sáng lập thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền Phật giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần nhập thế. Anh Tông Hoàng đế, sinh năm 1276, mất năm 1320. Hoàng đế Trần Anh Tông là con trưởng của Thượng Hoàng Nhân Tông, tên húy là Trần Thuyên. Ông là vị hoàng đế thứ tư của nhà Trần, nước Đại Việt, ở ngôi từ tháng 4 năm 1293 đến tháng 4 năm 1314, rồi làm Thái Thượng Hoàng từ năm 1314 cho đến khi qua đời. Theo Bộ Chính sử Đại Việt, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trần Anh Tông ban đầu khá buông thả, mê rượu chè, nhưng sau khi Thượng Hoàng Trần Nhân Tông nghiêm khắc răn bảo, đã chịu tu sửa mình, trở thành một hoàng đế anh minh sáng suốt, tin dùng những nhân tài như Trương Hán Siêu,
Đoàn Nhữ Hài, Nguyễn Trung Ngạn, Ban Văn và Phạm Hữu Lão, Trần Nhật Duật, Ban Võ. Trong thời kỳ trị vì của ông, Đại Việt phát triển hưng thịnh, dù phải chống lại một số đợt xâm lấn của Ai Lao trên hướng Tây. Vua Anh Tông sử dụng tướng tài Phạm Hữu Lão đánh bại quân Ai Lao. Ông còn ngăn chặn sự lấn chiếm của người Nguyên ở biên giới phía Bắc và mở rộng lãnh thổ Đại Việt về phương Nam thông qua cuộc hôn nhân giữa Huyền Trân công chúa, em gái của ông, với vua Chiêm Thành. Sau khi nhường ngôi cho con là Trần Mạnh, tức vua Trần Minh Tông, vào năm 1314, Thượng Hoàng Anh Tông tiếp tục hỗ trợ Minh Tông cai quản nước Việt. Giống như các tiên đế, Trần Anh Tông là một Phật tử mộ đạo. Năm 1299, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia và sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm, giáo hội thống nhất đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Trần Anh Tông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của giáo hội này qua việc khuyến khích các thiền sư Phái Trúc Lâm thuyết pháp ở nhiều nơi, cúng dường tiền của, vật liệu cho việc xây chùa, tháp và vận động các thành viên hoàng gia làm thế. Ông cũng hay sáng tác thơ ca, nhưng ngày nay chỉ còn 12 bài chép trong Việt Âm Thi Tập. Trần Minh Tông Hoàng đế, sinh năm 1300, mất năm 1357. Hoàng đế Trần Minh Tông, tên thật là Trần Mạnh, là vị hoàng đế thứ 5 của Hoàng Triều Trần nước Đại Việt. Ông giữ ngôi từ ngày 3 tháng 4 năm 1314 đến ngày 15 tháng 3 năm 1329, sau đó làm Thái Thượng Hoàng đến khi qua đời. Thời kỳ của ông và cha ông được mệnh danh là thời kỳ hưng thịnh của vương triều nhà Trần, được sử gia xưng tụng là Anh Minh Thịnh Thế. Trần Mạnh là con thứ tư của vua Trần Anh Tông, được vua cha lập làm thái tử năm 1305. Năm 1314, Anh Tông nhường ngôi lên làm Thượng Hoàng. Trần Mạnh đăng cơ ở tuổi 14. Ông được sử cũ khen ngợi là một hoàng đế anh minh, trọng dụng các quan viên có năng lực như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Đoàn Nhữ Hài, Phạm Sư Mạnh, dùng luật nghiêm minh và duy trì sự hưng thịnh kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, cuối thời ông trị vì, mâu thuẫn trở nên gay gắt giữa các phe đối lập trong triều, đưa đến những vụ thanh toán tàn khốc mà nhà vua tỏ ra bất lực. Về đối ngoại, Minh Tông giữ được quan hệ ổn định với Nguyên Mông. Ở phương Nam, ông buộc Chiêm Thành phải thần phục, dù đến năm 1326, người Chiêm thoát lệ thuộc vào Đại Việt. Năm 1329, Trần Minh Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Vượng, tức Trần Hiến Tông, được tôn làm Trương Nghiêu Văn Chiết Thái Thượng Hoàng đế. Đến năm 1341, Hiến Tông mất. Thượng Hoàng lập con áp út là Trần Hạo, Trần Dụ Tông lên ngôi. Trong 12 năm tại vị của Hiến Tông và 16 năm đầu thời Dụ Tông, Thượng Hoàng Minh Tông vẫn quyết định mọi việc triều chính. Tình hình Đại Việt vẫn tương đối ổn định, mặc dù khu vực phía Tây thường bị Ai Lao và Ngưu Hống xâm lấn. Thượng Hoàng phải mất nhiều công sức mới dẹp yên được. Sau khi Thượng Hoàng mất, Dụ Tông bỏ bê chính sự, ăn chơi xà đọa và thực lực Đại Việt xuống dốc. Cũng như các đời vua trước, Trần Minh Tông ưa chuộng Phật giáo, nhưng cũng trọng dụng nho thần và hay sáng tác thơ văn. Tuy nhiên, trong lúc lâm chung, ông đã sai đốt hầu hết các tập thơ của mình, và ngày nay chỉ còn 25 bài thơ chép rải rác trong Toàn Việt Thi Lục, Trần Triều Thế Phả Hành Trạng, Việt Âm Thi Tập, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Nam Ông Mộng Lục. Ngoài ra, ông cũng viết bài tựa cho tập Đại Hương Hải Ấn Thi của Trần Nhân Tông. Trải qua năm triều vua, từ thời Thái Tông Hoàng đế năm 1225 đến Minh Tông Hoàng đế năm 1341 là một chặng đường dài 116 năm vàng son của quốc gia Đại Việt. Các triều đại vua hiền đã làm cho dân tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách và đã đạt được những thành tựu về văn trị, đặc biệt là võ công, khiến bờ cõi bình yên, các thế lực thực dân hùng mạnh phải cúi đầu, khiếp đảm mỗi khi nhòm ngó Đại Việt. Các bậc vua hiền đã từng bước tạo chính trị tốt đẹp, giữ gìn phát huy bản chất truyền thống của người Việt, đóng góp đáng kể cho nền văn minh Đại Việt. Trên đây là những thông tin về 5 vị vua hiền xứng đáng là bậc minh quân trong lịch sử thời Trần. Quý vị và các bạn ấn tượng nhất với vị minh quân nào? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.